chào anh em. Hôm nay có một gợi ý cấu hình PC khá là hay muốn giới thiệu đến anh em. Và bộ này thì đâu đó ngân sách khoảng 37 triệu anh em nhé. Và bộ này thì khách dùng để edit video này, render video và có chơi game. Đấy, và cái yêu cầu khách là khách thích cái con vỏ Zonbo TK3. Đó, thế là hôm nay là mình sẽ dựng là một cái cấu hình PC là khá là mạnh và xoay quanh con Zonbo TK3 trong cái tầm giá khoảng 37 triệu. Đầu tiên là cái combo main chip đi. Con main này rất là hay luôn anh em nhá, nhưng mà mình sẽ nói con chip trước. Đây là một con chip 14600KF i5 anh em nhá, i5 14600KF, nhưng mà nó lại là hàng chính hãng. Anh em nhìn này. Sản phẩm chính hãng Intel Việt Nam nhá, chính hãng Intel Việt Nam luôn. Và con này bây giờ giá nó sốc không tưởng luôn anh em ạ. Hiện tại thì trong cái thời điểm mà mình đang quay clip này ấy, thì giá con này đâu đó vào khoảng 5990. Thì mình vẫn nhớ là cái thời gian gần đây mình bán cho anh em một con 14.500 chay thì nó cũng khoảng hơn 5 triệu rồi. Mà bây giờ một con 14.600KF mà lại hàng chính hãng mà giá chỉ có 5990 thì chả tội gì anh em mua 14.500 nữa. Bây giờ thì anh em cứ 14.600KF mà chơi cho mình. Thực sự là con này quá ngon luôn, quá ngon ở trong cái tầm giá của nó luôn, mà là hàng chính hãng của Intel Việt Nam. Mà đương nhiên thì 14.600KF thì cái đơn nhân của nó mạnh hơn là 14.500 rất rất nhiều rồi. Cái xung đơn nhân của nó cao rất rất nhiều luôn anh em nhá. Thì đây là một cái gợi ý chip cho anh em rất là ngon lành. Và với cái mã này thì anh em edit video này, anh em chơi game này, hoặc là anh em có làm thêm những cái tác vụ mà nó đa nhiệm chẳng hạn, thì cái này vẫn đáp ứng rất là tốt. Bởi vì là đây cũng là một cái mã chip mà có số nhân số luồng rất là ok. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con chip 14600KF chính hãng này. Rất là ngon luôn anh em nhé. Không thể bỏ qua con này. Tiếp đến là về phần main. Main thì là một cái mã main rất là hay. Đó là thỉnh thoảng thì Adnoc người ta hay ra những cái lô kiểu như là lô kiểu clear hàng đấy, clear hàng tồn. Và đây là con Z690. Và đây là bản khá là cao anh em nhé, Z690 Steel Legion. Đấy, nhưng mà con này giá rất là mềm luôn anh em. Con này hiện tại thì giá nó đâu đó sẽ rơi vào khoảng hơn 4 triệu thôi. Đấy, nó chỉ xem với một con main B ATX. Đấy, nhưng mà chúng ta đã có main Z rồi. Mà Z lại dòng cao luôn nhá, dòng Steel Legion luôn. Đây, anh em ngó qua một chút về con main này nhá. Qua ngon. Tầm giá này thì chả tội gì anh em chơi main B làm gì cả. Anh em chơi main Z thì ngon hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về tổng quan thiết kế của con này nhá. Đây, anh em nhìn này. Vẫn theo cái đặc trưng của dòng Steel Legion thôi, đó là cái phần phần nền của nó sẽ là màu đen camo. Đấy, còn phần giáp tản của nó sẽ là giáp tản màu bạc. Thế nên là cái mã main này thì anh em lắp màu đen cũng được, mà lắp màu trắng cũng được. Thì trong cái bộ này nhá, trong cái bộ này thì mình sẽ lắp vào cây đen. Đấy, lắp vào cây đen để xem là một lắp một cái main màu bạc vào thì trông nó sẽ như thế nào. Mình nghĩ là cái phần giáp tản nó sẽ rất là nổi bật này. Giáp tản dày dặn anh em nhá, logo Steel Legion nhá. Đấy, dàn VRM thì khỏi cái bàn. VRM con này thì chơi i5 ngày hôm nay thì quá là nhẹ nhàng, kể cả anh em có chơi i7 với con này cũng vô tư luôn. Đấy. Đây hai đầu cấp nguồn 8 pin luôn nhá, hai đầu cấp nguồn 8 pin CPU này. 4 khe RAM. À đây là bản DDR4 anh em nhá. DDR4 thì giá nó mới mềm thế, chứ còn không phải bản DDR5. Đúng ra con này nếu mà bản DDR5 thì nó còn hay nữa, nhưng mà thôi, DDR4 được. Bởi vì là nếu mà cái sự chênh lệch giữa DDR4 và DDR5 nó cũng không quá nhiều. Anh em dùng để làm việc thì DDR4 cũng khá ok. Còn lại thì về cổng M2 chúng ta sẽ có một cổng M2 ở đây này, một cổng M2 dưới này nữa này, ở dưới này có một cổng M2 nữa này, như vậy là chúng ta sẽ có 3 khe M2. Đấy, cổng kết nối thì cũng rất là nhiều. Phía sau thì vẫn có cổng quang anh em nhé, vẫn có cổng quang audio cao cấp này, 5 cổng audio 3.5 này, một số cổng A, con này hơi ít cổng A nhỉ, một cổng C này, HDMI Display Port này, BIOS Flash đầy đủ này. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con Z690 Steel Legion này, phiên bản DDR4 đó, chạy với i5 thì đương nhiên là rất là nhẹ nhàng rồi. Tiếp đến là về phần RAM và phần SSD. RAM và SSD thì mình sẽ ưu tiên về cái độ ổn định, thế nên là RAM SSD thì mình sẽ dùng Kingston. RAM là con Kingston Fullybit, nhưng mà đây là cái phiên bản không có LED anh em nhé. Không có LED thì giá nó sẽ mềm hơn. Và đây là 32GB 2 thanh 16. Bộ này thì khách cũng không cần yêu cầu đèn đóm quá là nhiều, chỉ cần là có con vỏ TK3 là được. Đấy, thế nên là mình sẽ dùng cái RAM không có LED để cho nó tiết kiệm.
Còn SSD, SSD thì mình sẽ dùng dòng cao của Kingston luôn. Đây là con Kingston KC3000, nhưng mà nó là cái phiên bản 512GB. Anh em nào mà thích thì có thể nâng lên bản 1T. Còn mình dùng 512 để cho nó tiết kiệm về ngân sách cho khách. Tại vì là bộ này nếu mà dựng lên thì cũng đang hơi bị quá bắp rít của khách, hơi quá khoảng 1 đến 2 triệu gì đấy. Thế nên là mọi thứ là mình đang phải tiết kiệm lại cho khách. Đó, thì mình sẽ dùng con 512. Tốc độ đọc thì vẫn là 7.000 thôi, nhưng mà ghi thì như là 3.500 thì phải, 3.500 hay là 4.000 thì đấy mình không nhớ lắm. Nhưng mà tốc độ ghi của con 512 này sẽ thấp hơn là con 1T. Nhưng mà nó vẫn giữ một cái đặc điểm rất là nổi bật, cao cấp của dòng KC3000, đó là nó có DRAM. Đấy, nó có DRAM anh em nhá. Về phần các đồ họa, đây, cạc thì rất là mạnh luôn. Mình sẽ có là một con Colorful 4070 phiên bản NB. Thì đây là một cái mã cạc mà mình đã lên rất nhiều cho anh em rồi. Và mình đã test nhiệt độ con này rồi, nhiệt độ thì siêu mát luôn. Đây là một trong những con cạc giá rẻ mà mát nhất trong phân khúc luôn. Hiện tại nhiệt độ con này thì đâu đó nếu mà anh em mắc lên chỉ loanh quanh khoảng 62 đến 63 độ thôi. Siêu mát luôn anh em nhé, chứ không phải mát bình thường. Đấy, thì hôm nay là mình dùng con này. Đây là một cái mã cạc 3 fan này, thiết kế gọi là đơn giản, basic, vuông vức. Lát nữa là mình sẽ show cho anh em xem kỹ hơn về ngoại hình con này. Nguồn thì đây, một bộ máy làm việc thì chắc chắn là phải có một con nguồn ổn định rồi. Và nhìn thấy cái logo Super Flower đã thấy uy tín rồi. Mình sẽ dùng con Xeon 750. Và đây là cái phiên bản ATX 3.1. Thì nó sẽ có sẵn một cái dây PCI chuẩn mới. Dùng với con 4070 Super ngày hôm nay là rất là ok. Về phần tản nhiệt. Đây, tản nhiệt thì hôm nay là mình sẽ có là một con ID Cooling FX360 Infinity. Mã này thì mình đã vừa mới lên một cái clip cho anh em xem rồi. Lên một clip unbox khá là chi tiết về con này rồi. Anh em có thể lật lại clip đấy xem kỹ hơn về con này. Còn đây là một cái mã tản nhiệt nước cũng khá là ok. Chúng ta sẽ có là một cái block nước là có LED dạng vô cực này. Vô cực có logo ID Cooling vô cực bên trong này. Viền LED ARGB này, 3 fan ARGB sinh bên. Con này thì rất là đẹp anh em nhé. Mình đã lên clip trước là rất là ok luôn. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ lắp con này ở trên nóc. Trên nóc TK3 thì mình sẽ còn 7 slot trống nữa. Thì 7 slot trống đấy thì rất là quen thuộc rồi. Mình sẽ dùng là 7 con fan của Junker Leopard. Đấy, thì sẽ bao gồm là 6 fan vào, bao gồm là 3 fan hông là vào này, 3 fan dưới vào, và 1 fan sau là lấy gió ra. Đó, như vậy là nó đã xong xuôi. Thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Anh em ngó qua một chút về một bộ PC tầm 37 triệu ngày hôm nay, 37 triệu và dựng trên con vỏ TK3. Đấy, TK3 là cái con vỏ mà khách yêu cầu. Và đây vẫn là một cái mã vỏ mà bể cá kính cong liền khối, rất rất hot luôn. Anh em nào mà có nhu cầu build TK3 thì cứ liên hệ mình nhé. Hiện tại thì mã này đang về sẵn hàng rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về tổng quan ngoại hình của bộ PC ngày hôm nay. TK3 thì anh em quen mặt rồi nhá, bể cá kính cong liền khối. Rất nhiều anh em thích mã này bởi vì nó liền khối và cái mức độ hoàn thiện rất là tốt luôn anh em nhá. Có USB Type-C. Đấy, và cái mã TK3 ấy, nó sẽ khác TK2 ở chỗ đó là nó sẽ có slot lắp fan ở phía sau. Đấy, còn con TK2 thì nó cong cả hai bên, thế nên là sẽ không có slot lắp fan ở phía sau. Như vậy là chúng ta sẽ có thể bổ sung thêm 7 fan ngoài cái fan nóc của tản nhiệt nước, thì chúng ta sẽ thêm được 7 cái fan bên ngoài. Và cách lắp thì vẫn rất rất truyền thống, đó là 3 fan ở dưới là 3 fan ngược lấy gió vào nhá. Đấy, cái này ở dưới nó có cái lọc bụi anh em nhá. Cái lọc bụi này thì anh em có thể tháo ra rất là dễ vệ sinh này. Tiếp đến là 3 fan hông là cũng là 3 fan ngược lấy gió vào anh em nhá. Đó, và một fan sau là một fan xuôi lấy gió ra. Và hệ thống fan này thì vẫn như thường lệ thôi, vẫn là cái bộ fan Junker Leopard. Đây anh em nhìn này, đấy, đây là cái mã fan mà nó quá hot ở cái thời điểm hiện tại rồi. Và sắp tới thì khả năng là mình sẽ nghiên cứu thêm xem là Junker Leopard nó về thêm mấy cái mã mới thì mình sẽ thay con này để đổi gió tí cho anh em, để cho nó lạ mắt tí. Chứ còn build con 4RS này quá nhiều rồi. Tiếp đến là về phần trên nóc thì chúng ta vẫn sẽ có là 3 cái fan của cái tản nhiệt nước. Đấy, và 3 con fan ngày hôm nay thì cũng như cái clip trước mình có nói, nó có cái đặc điểm rất là hay, đó là cái viền của nó là phẳng lì anh em nhìn. Bây giờ xu hướng là fan của All-in-One là các hãng là người ta sẽ làm mặt phẳng như thế này. Đấy, khi mà xếp cạnh nhau thì nó sẽ rất là liền lạc và rất là đẹp. Chứ người ta không làm kiểu gồ ghề lồi lõm và lộ cái ốc để bắt fan ra nữa. Đấy, như vậy thì nhìn nó sẽ khá là thô. 3 con fan này thì có ARGB sinh bên anh em nhé. Và cái LED của nó không phải LED viền giống như là con Junker Leopard, mà LED của nó là LED bên trong cánh fan.
Đấy, anh em thấy là tất cả màu pha là đang đồng bộ với nhau. Và cái con FX360 này có một cái phần block nước rất là đẹp luôn. Anh em ngó qua về cái block nước này. Đây, block nước dạng vô cực nhá. Ở chính giữa thì chúng ta sẽ có là một cái logo của ID Cooling. Đấy, hình ngũ giác. Vòng bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái viền cũng là led ARGB sinh mên. Đấy, và anh em có thể dễ dàng nhận thấy đó là tất cả led từ block nước này cho đến hệ thống fan này và mên là tất cả là đều sinh mên hết rồi. Anh em hoàn toàn có thể chỉnh trên cái phần mềm RGB của Adrock. Đấy. Hơi tiếc là cái kit RAM ngày hôm nay nó không có led. Đấy, quên mất để kể ra mà tư vấn cho khách cái kit RAM có led thì trông nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên thì thôi, dùng kinh tân Fury cũng được, bởi vì là cái độ ổn định khi mà anh em làm việc nó rất là cao. Và đây là con main của chúng ta. Đây là con main khi mà lắp vào một cái bộ màu đen. Anh em nhìn lại tổng thể nhá, để xem là một cái main màu trắng bạc. Đấy, trắng bạc nền đen, khi mà lắp bật bộ màu đen thì nhìn nó sẽ như thế nào. Đấy, nó sẽ như thế này. Anh em thấy ổn không? Không hề bị phá tông một tí nào cả. Mà cái main này nó còn nổi bật ở trên cái nền đen cơ. Chúng ta sẽ có là một cái phần giáp tản rất là nổi bật anh em nhé. Sẽ có cái logo Steelizen và cái logo này nó có led luôn anh em nhé. Và nó sẽ có cái led hắt ở bên cạnh của cái giáp nữa. Giáp tản thì rất là to rồi. Nền thì là nền đen. Đấy, thế nên là lắp vào cây đen thì rất là hợp. Mã này thì đương nhiên là chạy rất là tốt con 14600KF ngày hôm nay rồi. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có là một cái card đồ họa cực kỳ đơn giản và đẹp mắt của Colorful. Đây là con 4070 Super NB. Nó đẹp không phải đẹp theo kiểu nhiều chi tiết, mà nó đẹp theo kiểu vuông vức và tối giản anh em nhé. Rất vuông luôn. Anh em nhìn này, đấy, vuông chẳng chặn luôn anh em nhé. Sẽ có cái logo Colorful là nhấp nháy màu đỏ ở đây. Chứ phần này là chỉ màu đỏ thôi, chứ nó sẽ không có led ARGB. Đấy, còn lại là rất vuông luôn. Và khi mà lắp vào con TK3 này thì rất thoải mái luôn anh em nhé. Còn dư khá là nhiều. Hiện tại thì mình thấy là từ phần đuôi cạc cho đến mặt kính thì chắc phải dư khoảng tầm hơn 10 phân nữa thì mới chạm vào mặt kính. Với TK3 thì anh em hoàn toàn có thể lắp những cái mã cạc đồ họa to nhất vào đây cũng được. Kể cả 4080 Super hoặc là 4090 đều rất là ok. Thì đây, ngoại hình tổng thể nó sẽ như thế này. Nói chung là hôm nay là sẽ có một cái cấu hình gợi ý cho anh em. Mình nghĩ là cấu hình này anh em vừa có thể là edit này, Photoshop này và vừa có thể chiến game rất là ngon lành. Với 14600KF này, 32GB RAM này, main Z690 và card đồ họa là 4070 Super và một cái ngoại hình rất là đẹp, bể cá kính cong liền khối, tản nhiệt nước all-in-one và full fan LED. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu BBC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.